Chào mừng các bạn đến với kênh Joko Trải Nghiệm. Hiện tại chỉ mới có 5 giờ 40 sáng thôi, mang tiếng là đi nghỉ dưỡng, nhưng thực chất giờ này Joko đã bị lôi dậy còn sớm hơn là ở nhà trong những ngày hè nữa. Tại sao lại phải dậy sớm vậy Joko? Rồi con chuẩn bị đi đâu vậy? Đi chơi giờ này hả? Đi với ai? Thôi đâu có, giờ này ba má đâu đi chơi đâu. Sáng nay cả nhà Roco về sớm để tranh thủ có thể vận động một tí, đi bộ, và mục tiêu đề ra sẽ là 5 cây số. Mời cả nhà cùng đi bộ với gia đình Roco nghe. Ba Roco mất tiêu rồi. Ba đâu? Hai cha con thật là dí dỏm. Được, bình thường. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ đi bộ nhé. Đi trước đi. Cả gì sao còn đang à? Còn đang ngủ say. Được, cô cố lên. Sáng nay Roco vừa thức dậy thì Roco đã nhận được thông tin gì nhỉ? Thông tin bộ đội nhai đã thua nhưng penalty. một tin không vui đối với Roco sáng nay. Đội chủ nhà Đức cũng bị loại luôn. Là anh bảy thần tượng của Roco đã xách vali và về nước rồi. Tất cả tại em bên về. Buổi sáng rất là trong lành, rất là bình yên. Đây là dãy phòng cô view nhìn ra đường. Buổi sáng rất là trong lành, rất là yên tĩnh. Đi bộ rất là thích. Còn đây là dãy căn hộ, dãy phòng đối diện view biển. Giờ này chưa có mở cửa cho đi xuống biển. Tự nhiên kêu các bạn ơi rồi làm gì vậy? Các bạn ơi, hôm nay đâu có mặc áo của đội tuyển nào vậy? Đội tuyển Hà Lan. Hà Lan, cơn lốc màu da cam. Đúng giờ. Mặt trời lên cao rồi. Đi nãy giờ mà mới được có một cây bẫy. Mọi người nghe ha, ba Roco lãng mạn luôn. Sắp 2 cây rồi đó. Chưa được một nửa đoạn đường rồi đó. Hai bạn hôm nay làm tôi đi chậm lại rồi đó, mà hai bạn còn nói nữa. Đây là bộ dạng của những người ít đi mà thích làm trò là đây nè. Đó. Đã đi được quãng đường khoảng 3,5 cây. Và bây giờ thì hai nhân tố đó đã rơi rụng lại ở túi phía sau. Tối hôm qua thì ba Roco có đi lai rai với mấy anh ở trong đoàn. Còn Roco thì thức đêm để mà coi đá banh. Mà sáng nay má Roco vẫn lôi hết tất cả hai cha con vậy, để cố gắng hoàn thành 5 cây sáng nay. Hai cha con còn tuốt bên đó đó. Lẹ đi, giảm tốc độ rồi.
hiện tại là 9 giờ mấy sáng rồi. Trời Phan Thiết rất là nắng. Cái bạn nhỏ đó không biết bung dù nè, chắc luôn. Quay ra ngoài kia mới bung. Có cái nút bấm lên. Trời ơi. Thật là ngốc xít. Cho nên bạn Roco ở nhà có một cái tên Âu Yếm. Mà ba má hay ghẹo. Đó là tên gì nhỉ? Trứng bé đù, tức là chú bé đừng. Bây giờ sáng hôm nay thì không có lịch trình gì hết. Và má Roco đang cầm hai cái túi rác đi xuống biển. Mà hai cha con ghẹo là để đi nhặt rác bảo vệ môi trường biển. Thực chất thì không phải gì đâu. Bây giờ má Roco sẽ xuống biển làm một việc bí mật. Là việc gì thì một lát mọi người biết nha. Đường này sẽ đi xuống biển đây. Chào các bạn, bây giờ là tiết mục đôi ca, ca đôi của ba và ba của mình và ba mình là song ca, đôi ca, song ca. Các bạn hãy cùng nghe 1, 2, 3. Thương từ thành đôi em gửi anh cho mẹ dân công. Tiếng chạy theo chóc bầm bầm bầm. Cả đoàn ghé lại bãi biển Bikini Beach ở trong khu phức hợp Nova World. Bữa nay gia đình Roco sẽ trải nghiệm một trò chơi mạo hiểm. Mạo hiểm bởi vì cái này thì không có gì nguy hiểm hết, nhưng mà gọi là mạo hiểm là bởi vì cái này nó to quá. Đó chính là bữa nay mình sẽ làm gì Roco? Cả gia đình sẽ đi chơi đu quay.
hồi nãy đi bên hông, bây giờ phải vòng lại để đi vô cổng chính. Ở đây như một gọi là gì ta? Mikumi đậu. Thế giới đồ chơi hả? Thế giới đồ chơi. Thế giới đồ chơi. Trò chơi. À, thế giới trò chơi. Tôi đúng rồi. Rối. Đi Phan Thiết rất nhiều lần rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mà gia đình Roco đi tới Nova World vào buổi tối. Trong đây cũng nhiều trò chơi lắm nè. Chú có bông không á Roco? Chào này dễ thương Roco. Ở đây là dép combo cho tất cả, chứ không phải là muốn chơi trò nào chơi. Chơi trò chơi ngoài trời thì giá vé sẽ là 120 cho một người. Còn các trò chơi trúng thưởng thì là 30.000. Có phần vé vào cổng nữa kìa. Vé vào cổng là 50.000 nữa. Không biết hỏi rồi. Hô hô hô, bây giờ chỉ mới 8 giờ 36 phút thôi. Nhưng mà quầy vé đã đóng cửa rồi. Tại vì nghe nói là 9 giờ là không có hoạt động nữa, cho nên là không thể chơi. Vô đây chơi một trò thì vẫn phải mua vé combo 120 một người nha. Sáng thì cũng là 9 giờ sáng, công viên ở đây sẽ hoạt động.